chết chân thằng ngứa bụi bặm gì đó thương trứng vịt lộn ôm bọc thịt trâu gác bếp của Hà Giang em gái gửi cho. Vịt với trứng cút hấp ôm bầu ngon quá. Ai ăn luộc thì ôm bầu. Cái này chắc mà hồi chỗ quá. Nguyên cái con vịt. Cái này là chấm chiếu tươi ở Mộc Châu. Nhận cho nhiều rừng, nhiều gừng chứ, nhiều rau răm ăn nó thơm. Này là thịt trâu gác bếp mà kiểu như là sấy sẵn luôn, nướng sẵn luôn, xé ra là ăn thôi. Của đứa em ở trên Hà Giang nó gửi cho. Cho nguyên một cái xếp quả tốt có dễ thương ngon rồi. Nước nó ngọt quá.